Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự buổi tối trên kênh BTB của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Tối hôm nay thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Kiểm soát tốt người đi về từ vùng dịch, tăng cường công tác xét nghiệm trên diện rộng, phấn đấu đến ngày 15 tháng 8 không còn F0 trong cộng đồng. Nén nỗi đau riêng, bám trụ tuyến đầu chống dịch COVID-19. Ứng dụng công nghệ thông tin để kiểm soát và phòng chống dịch hiệu quả. Thành phố Tuy Hòa phạt 180 triệu đồng đối với 12 đối tượng ăn nhậu khi giãn cách xã hội. Kính thưa quý vị, kiểm soát tốt người đi về từ vùng dịch và tăng cường công tác xét nghiệm trên diện rộng, phấn đấu đến ngày 15 tháng 8 không còn F0 trong cộng đồng. Đây là hai nội dung được đưa ra tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các địa phương trên địa bàn tỉnh diễn ra vào sáng ngày hôm nay. Các đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trần Hữu Thế, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo báo cáo của lãnh đạo các địa phương tại cuộc họp, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh còn phát sinh những bất cập hạn chế, như là công tác cách ly, giám sát người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch trở về địa phương và công tác xét nghiệm diện rộng tại các khu dân cư. Tính đến thời điểm hiện nay, Phú Yên đã tổ chức 5 đợt đưa công dân Phú Yên từ vùng dịch trở về với hơn 2.400 người. Việc thực hiện đưa đón công dân trở về được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các điều kiện trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, công tác cách ly giám sát những người từ vùng dịch trở về tại các địa phương chưa có sự đồng nhất, có những địa phương còn lúng túng. Đáng lo ngại hơn, số lượng người từ vùng dịch trở về địa phương đang gia tăng, khó kiểm soát. Nếu không kiểm soát tốt, đây sẽ là mối nguy lây lan dịch bệnh. Nhóm tự về toàn tỉnh mình là gần số 20.000, rất là đông. Và cái số này cũng rất là lo lắng, là tới khi về tới nhà là đâu có xét nghiệm gì đâu. Và theo tôi là cái nhóm mà tự về lâu nay rồi thì chắc chắn là mình không thể đưa cái nhóm này đi cách ly được nữa, mà phải giám sát quản lý chặt ở tại địa phương. Chúng ta đưa về thì đã có gần 10 ca, có nghĩa là tỷ lệ là ít nhất là 0,5%, là một tỷ lệ rất cao chứ không phải thấp. Cho nên là cái việc mà đỡ cái nguồn dịch cái này là địa phương không quản lý thì rất là nguy hiểm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An cho rằng, đưa công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về là chủ trương nhất quán của tỉnh, đây cũng là trách nhiệm, tình cảm của cấp ủy chính quyền các cấp đối với công dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nếu không quản lý tốt dẫn đến quá tải, chúng ta sẽ trở tay không kịp với nguồn nhân lực hiện tại. Mình đừng có đưa dồn dập, mình đưa đoàn nào là chắc đoàn đó, xong hết rồi, nghĩa là bây giờ phải cách ly tập trung, không thể cách ly tại nhà. Cách ly làm sao các công việc liên quan khác thì xong ổn rồi mình mới tiếp một đoàn khác về, nghĩa là làm đoàn nào chắc đoàn đó và nó thuận lợi cho các địa phương trong quá trình mà triển khai thực hiện. Về công tác xét nghiệm, tỉnh đang huy động toàn lực, tranh thủ thời gian vàng thực hiện giãn cách xã hội để thực hiện xét nghiệm diện rộng, tách F0 ra khỏi cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế, triển khai công tác xét nghiệm tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, công tác tuyên truyền, khâu tổ chức để người dân tham gia xét nghiệm còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho ngành y tế, làm kéo dài thời gian tổ chức xét nghiệm. Muốn tách được F0 ra khỏi cộng đồng, nó phụ thuộc vào vấn đề xét nghiệm. Mà muốn xét nghiệm được thì phụ thuộc vào việc các đồng chí địa phương đưa được người tới để lấy mẫu không. Các đồng chí không được đưa người tới lấy mẫu thì cái 5 ông y tế, cái 1.000 ông y tế cũng như không. Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, công việc phòng chống dịch từ đây đến ngày 15 tháng 8 là rất lớn, yêu cầu phải xét nghiệm diện rộng để tách F0 khỏi cộng đồng, khống chế được dịch. Đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh tiếp tục phát huy cao độ, sáng tạo trong công tác, nỗ lực hết sức trong 8 ngày vàng để triển khai đồng bộ các giải pháp.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất bổ sung các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phân công phụ trách địa bàn vào Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương để tăng trách nhiệm giám sát, kịp thời chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Việc đón bà con từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch vẫn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, giao Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh có văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các tiêu chuẩn, sàng lọc trước khi lên danh sách đón về theo từng đợt, phù hợp năng lực với địa phương. Thống nhất cơ chế quản lý sau khi về địa phương, trong đó một trong những điều kiện bắt buộc của người đón về quê tránh dịch phải xét nghiệm âm tính, khi về phải cách ly tập trung ít nhất là 7 ngày. Đối với những người về quê tự phát hiện nay là vi phạm công điện của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị cơ quan chức năng địa phương có chế tài xử lý, kể cả những người các tỉnh khác đi qua địa phận phải kiểm soát chặt chẽ. Rồi còn cái việc xét nghiệm thì bây giờ là phương án xét nghiệm như nào, phân loại cách xét nghiệm như thế nào thì đấy là trách nhiệm y tế, nhưng mà cái việc là vận động người dân đi sẽ tổ chức xét nghiệm và lấy mẫu xét nghiệm như nào là của cả hệ thống chính trị. Mong rằng là chúng ta cùng vào cuộc tập trung để chúng ta không phải giãn cách thêm một ngày nào nữa. Kính thưa quý vị, để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, một trong những nội dung mà lãnh đạo tỉnh yêu cầu các ngành địa phương quyết liệt thực hiện là ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch. Phóng viên thời sự phỏng vấn ông Trần Thanh Hưng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng tiểu ban Công nghệ thông tin truyền thông phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về một số nội dung trọng tâm triển khai trong thời gian tới. Vâng, xin chào ông ạ. Thưa ông, kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Hữu Thế tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh vào chiều ngày 5 tháng 8 yêu cầu triển khai phần mềm dùng chung do Trung ương hỗ trợ để trả kết quả xét nghiệm, phục vụ công tác tiêm chủng, hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử và phục vụ cho các hoạt động để phòng chống dịch từ tỉnh đến cơ sở. Vậy thì nội dung này đã và đang được ngành thông tin và truyền thông triển khai như thế nào? Việc trả kết quả xét nghiệm âm tính qua Bluezone thì rất có nghĩa. Trước hết thì người được xét nghiệm không phải đi lấy kết quả, không phải tiếp xúc gần với ai. Thứ hai nữa là nó sẽ giảm tải cho nhân viên trung tâm kiểm soát bệnh tật, giúp cho người dân qua các cái chốt kiểm tra về COVID được thuận lợi hơn. Vì khi quét mã QR thì sẽ hiển thị đồng thời cái kết quả xét nghiệm. Đến sáng nay, ngày 7 tháng 8 thì được 5.236 lượt xét nghiệm âm tính được thông báo kết quả qua app Bluezone, thì hiện nay chỉ mới có thành phố Hồ Chí Minh và Phú Yên thực hiện cái điều này. Để công việc thông báo kết quả xét nghiệm được thuận lợi thì rất mong bà con cung cấp chính xác cái số điện thoại mình đang dùng để cài đặt Bluezone để nhận kết quả xét nghiệm âm tính. Cái phương án triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ tiêm chủng với hai cái nhiệm vụ ưu tiên sẽ giải quyết trước mắt. Một là triển khai ứng dụng công nghệ toàn diện cho điểm tiêm của ban chỉ đạo tại trường cao đẳng y tế Phú Yên. Và nội dung thứ hai, cái nhiệm vụ thứ hai còn ưu tiên đó là cái việc up dữ liệu tiêm chủng lên hệ thống của Trung tâm Công nghệ Quốc gia, cũng như phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tăng cường cái công tác truy vết có sử dụng công nghệ, rồi sử dụng hiệu quả thông tin khai báo y tế, thông tin phản ánh của người dân, và tăng cường công tác truyền thông hơn nữa để bà con từ thành phố Hồ Chí Minh về Phú Yên thực hiện khai báo y tế trực tuyến, giúp cho các địa phương chống dịch được hiệu quả hơn. Vâng, thưa ông, việc phổ biến điện thoại thông minh smartphone trong toàn dân, cụ thể phấn đấu trong quý 3 năm 2021, mỗi hộ gia đình có ít nhất là một smartphone để sử dụng phần mềm khai báo điện tử cho mình và người thân trong gia đình. Về nội dung này thì cơ bản các nhà mạng trên địa bàn tỉnh có đáp ứng được hay không ạ? Về nội dung này thì theo thông báo của Bộ Thông tin Truyền thông thì đến đầu năm 2022 thì Bộ sẽ tắt sóng 2G. Cái điều đó nó có nghĩa là người dân chỉ có thể dùng điện thoại thông minh mới có thể sử dụng các cái mạng di động được. Đến cuối năm 2020 thì tỉnh Phú Yên đã có 1.111 vị trí trạm BTS theo quy hoạch đã được phê duyệt. Giai đoạn 2016-2020 thì tỉnh Phú Yên đã phát triển được 94/170 trạm BTS, và tỉnh cũng đã cho chủ trương để các nhà mạng tiếp tục thực hiện cái quy hoạch này đến hết năm nay, để xây thêm 76 trạm nữa. Thì từ đầu năm 2021 thì có 3 cái đơn vị là tập đoàn Queen Group, BKV và Lotte đăng ký sản xuất điện thoại giá rẻ để thực hiện cái chủ trương của Bộ là mỗi gia đình có một cái đường truyền cáp quang, mỗi người dân có một cái điện thoại thông minh. Tuy nhiên hiện nay thì chỉ còn có 2 đơn vị là BKV và Lotte sản xuất, nhưng thị phần thì không đáng kể. Thì sắp tới thì tôi nghĩ rằng ngành thông tin truyền thông cùng với các nhà mạng sẽ tham mưu cho tỉnh thực hiện cái nhiệm vụ này theo cái hướng là xem nhu cầu người dân chưa có gì và nhu cầu cần gì từ chiếc điện thoại thông minh của mình để cùng các nhà mạng tư vấn giúp đỡ. Tỉnh Phú Yên hiện nay lọt top 10 địa phương triển khai việc đăng ký điểm kiểm soát dịch và quét mã QR code tốt nhất cả nước.
Riêng việc thực hiện quản lý khai báo y tế điện tử quét mã QR khi ra vào các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ triển khai như thế nào ạ? Về việc quét mã QR để mà kiểm soát các cái chốt ra vào, ngành đang tham mưu để ủy ban sớm ra một cái chỉ thị lần này thì không chỉ áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các cái đơn vị sự nghiệp mà còn mở rộng ra đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế, cả trong lực lượng vũ trang, quân đội, công an và tất nhiên là có các địa phương rồi. Thì Sở Thông tin Truyền thông cũng sẽ tiếp tục tập huấn các cái đơn vị này, tổ chức các cái chuyến kiểm tra nhắc nhở xem cái việc cài đặt và quét mã QR ra vào các cái đơn vị cơ quan thì như một cái nhiệm vụ, một cái tiêu chí để mà đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ công chức viên chức cũng như người lao động ở các cơ quan đơn vị. Vâng, xin được cảm ơn ông Trần Thanh Hưng vì cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Phú Yên CDC đã tiếp nhận một xe ô tô chuyên dụng lưu động do Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải hỗ trợ để phòng chống dịch COVID-19 theo quyết định số 3657QĐ-BIT ngày 1 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế. Xe chuyên dụng tiêm vaccine lưu động được thiết kế và sản xuất đáp ứng yêu cầu phục vụ tiêm chủng an toàn, hiệu quả tại các vùng có điều kiện đi lại còn khó khăn. Đồng thời, sử dụng được cho công tác lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Toàn bộ cửa là tự động, phía sau cửa xe khi mở cũng tạo thành bậc lên xuống tiện lợi. Hai bên thùng xe mở rộng như cánh chim tạo thành mái che. Sàn xe được gắn 4 bàn 8 ghế chia đều hai bên, phục vụ việc lấy mẫu tiêm chủng cùng lúc cho nhiều người. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Phú Yên, sự viện trợ kịp thời này sẽ góp phần không nhỏ để nhanh tốc độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ở những vùng dân cư còn khó khăn, mau chóng tạo miễn dịch cộng đồng để lùi dịch COVID-19. Được biết, trước lời kêu gọi của chính phủ, chỉ trong vòng một tuần, Thaco đã cùng nỗ lực ngày đêm sản xuất 63 xe chuyên dụng vận chuyển vaccine và tích cực thiết kế đưa vào sản xuất 63 xe chuyên dụng phục vụ tiêm chủng lưu động để kịp thời phục vụ cho việc tiêm vaccine. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, sáng ngày 7 tháng 8, huyện Tuy An tổ chức đón 101 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch về địa phương để tránh dịch COVID-19 đợt thứ 5. Toàn bộ số công dân này đã được xét nghiệm tại thành phố Tuy Hòa. Sau khi về địa phương, được đưa đến cơ sở lưu trú tập trung tạm thời để chờ kết quả xét nghiệm. Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính với SARS-CoV-2, thì công dân đó sẽ được về nhà thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà. Nếu dương tính, thì sẽ được đưa đến khu cách ly y tế tập trung để điều trị theo quy định. Đến thời điểm này, qua 5 đợt thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, huyện Tuy An đã đón trên 250 công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện chỉ thị 16 về địa phương để tránh dịch COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Tuy An yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Nếu có trường hợp người từ thành phố Hồ Chí Minh và các vùng có dịch về địa phương nhưng chính quyền không kịp thời phát hiện và để xảy ra trường hợp công dân làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Là địa phương tiếp giáp với thành phố Quy Nhơn tại Bình Định, lượng người phương tiện lưu thông qua lại nhiều. Xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu đang huy động tối đa nguồn lực sẵn có, cố gắng ngăn chặn dịch COVID-19, không để xâm nhập vào địa bàn, giữ vững là xã vùng xanh. Chốt phòng chống dịch COVID-19 số 2 của tỉnh Phú Yên trên quốc lộ 1D, đoạn qua địa bàn xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu. Lực lượng liên ngành luôn có mặt 24/24 giờ để làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người phương tiện lưu thông qua lại, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Các loại phương tiện di chuyển vào địa bàn tỉnh Phú Yên qua quốc lộ 1D đều phải xuất trình giấy phép lưu hành, khai báo y tế bắt buộc, trừ các xe thuộc luồng xanh được cấp giấy nhận diện có mã QR code. Chốt kiểm dịch của do tỉnh thành lập đóng trên địa bàn xã Xuân Hải. Nói đây là một cái việc sự quan tâm của lãnh đạo ban nhân tỉnh đóng trên bàn xã thì kiểm soát siết chặt người qua lại trên bàn xã. Cùng với việc triển khai chốt liên ngành phòng chống dịch COVID-19, siết chặt công tác kiểm tra quản lý người phương tiện ra vào địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân thị xã Sông Cầu, tổ công tác liên ngành của xã Xuân Hải đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đi từng nhà, từng ngõ trong khu dân cư để tuyên truyền nhắc nhở bà con nhân dân nâng cao hiểu biết về dịch COVID-19, thực hiện nghiêm thông điệp 5K, hạn chế thấp nhất nguy cơ phát sinh ra lây lan trong cộng đồng.
các cái văn bản mà triển khai hàng ngày cũng như là các cái hệ thống mà tuyên truyền của như là loa đài cũng như là cái tổ tuyên truyền lưu động của xã, cho nên là ít nhiều nó có sự tác động của cho bà con cái nhận thức về đại dịch Covid đây. Tổ đã phát hiện và lập bản 17 trường hợp, đa phần rơi vào việc ra ngoài không thực sự cần thiết và không đeo khẩu trang. Là một trong những địa phương được giao trọng trách canh gác cửa ngõ phòng chống dịch của tỉnh, xã Xuân Hải chủ động đề ra nhiều chủ trương giải pháp để kiểm soát chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19, tập trung quán triệt tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo trong công tác phòng chống dịch trong thời gian đến thì thứ nhất thì tăng cường quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của thị xã cho các tầng lớp nhân dân đã biết cùng với địa phương tham gia trong công tác phòng chống dịch. Thứ hai nữa thì quán triệt cái phương châm đi từ ngõ, gõ từ nhà, ra từng đối tượng, rà soát từ người vùng dịch giờ và người địa phương để chúng ta nhận thức đầy đủ trong công tác phòng chống dịch. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, nhưng với việc huy động tối đa nguồn lực sẵn có và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó có y tế, công an, quân sự, bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, xã Xuân Hải quyết tâm ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19, giữ vững là xã vùng xanh. Kính thưa quý vị, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, rất nhiều cán bộ đảng viên trong ngành y tế, quân đội, công an đã rời xa gia đình, hy sinh hạnh phúc riêng để bám trụ nơi tuyến đầu chống dịch. Đã có không ít trường hợp khi người thân qua đời vì nhiệm vụ cấp bách, họ đã nuốt nước mắt vào trong, gác lại nỗi đau gia đình để thực thi nhiệm vụ và bảo đảm an toàn cho nhiều người. Ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Tuy Hòa Cao Đình Huy cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 180 triệu đồng đối với 12 đối tượng, một đối tượng 15 triệu đồng vì đã vi phạm không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người theo điểm C khoản 3, điều 12, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020. Các đối tượng này đã không thực hiện lệnh giãn cách xã hội, tụ tập ăn nhậu khi thành phố Tuy Hòa đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 27 tháng 7, Công an thành phố Tuy Hòa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 5 thành phố Tuy Hòa tuần tra phát hiện một nhóm 12 đối tượng tụ tập ăn nhậu tại địa chỉ số 76/15 Nguyễn Huệ, phường 5. Trong đó có 11 đối tượng cùng trú ở thành phố Tuy Hòa và một đối tượng ở huyện Tây Hòa. Qua kiểm tra, công an đã tạm giữ 8 xe mô tô và 4 điện thoại di động. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 tính đến 19 giờ ngày hôm nay, ngày 7 tháng 8 năm 2021 như sau. Toàn tỉnh có 74 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, lũy kế là 1.793 ca. Trong đó, thành phố Tuy Hòa có 58 ca, 6 F1, 51 trường hợp ở khu vực phong tỏa xã Bình Ngọc, một sàng lọc trong bệnh viện. Huyện Phú Hòa có 7 ca là F1, thị xã Đông Hòa có 2 ca là F1, một khám sàng lọc tại bệnh viện. Huyện Tây Hòa có 2 ca, 1 ca F1, một về từ Bình Dương. Huyện Đồng Xuân có 4 ca, 3 ca F1, một về từ thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Sông Minh có 1 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 780 bệnh nhân. Số người khỏi bệnh xuất viện là 27 người, lũy kế 1.001 người. Kính thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 tại tỉnh Phú Yên diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tỉnh ta đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong số hơn 400 thí sinh đăng ký dự thi lần này, có những thí sinh trong khu vực phong tỏa, thí sinh ở xa điểm thi. Với những thí sinh này, trong những ngày qua, các cấp các ngành đã tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để giúp cho các em tham gia thi với tinh thần thoải mái và an tâm nhất. Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh là nơi được ngành giáo dục bố trí để các thí sinh trong khu vực phong tỏa sinh hoạt trong thời gian thi. Nhà trường đã bố trí khu vực ở riêng, thông thoáng, đảm bảo vệ sinh. Các em ở đây được hỗ trợ bữa ăn sáng trưa chiều. Mỗi buổi thi đều có xe đón đến địa điểm thi. Điều này tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho thí sinh. Được sự giúp đỡ của nhà trường, em cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự tin để
chuẩn bị bước vào kỳ thi. Cảm thấy hôm nay em rất là thoải mái khi được Sở Giáo dục về Y tế tạo điều kiện cho chỗ ăn chỗ ở rồi được đưa đón đến nơi thi, đến nơi về một cách an toàn. Các thí sinh trong khu vực phong tỏa được bố trí phòng thi riêng và cán bộ coi thi phải mặc đồ bảo hộ. Các thầy cô cũng thường xuyên động viên thí sinh để đạt kết quả thi cao nhất. Với thầy Huỳnh Thanh Huy ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Tây Hòa, dù làm công tác thi đã nhiều năm, nhưng năm nay là một năm thật đặc biệt. Lần đầu tiên thì mình mặc cái bộ đồ này thì nó cảm thấy nó cũng hơi nóng thôi, nhưng mà cảm thấy nó rất bình thường vì tất cả là vì học sinh thân yêu. Không có một cái vấn đề gì về bản thân cả, mà làm đúng trách nhiệm của mình, của cán bộ coi thi, mà mình tạo điều kiện cho thí sinh tham dự cái kỳ thi cho nó an toàn, đúng nghiêm túc theo cái 5K của Bộ Y tế. Thị trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh có nhiệm vụ là chuẩn bị chỗ ăn ở cho các thí sinh trong khu vực phong tỏa về dự thi tại thành phố Tuy Hòa. Cố gắng làm sao đó tốt nhất để các em về đây dự thi thì có thể là có tinh thần dự thi thoải mái nhất để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Không chỉ riêng Phú Yên mà nhiều địa phương khác, việc tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông đợt 2 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp là nỗ lực của chính quyền địa phương, các cấp ngành nhằm bảo đảm quyền lợi, nguyện vọng cho các em. Và với những thí sinh như em Toàn, em Hậu, thì những ngày thi vừa qua không chỉ là những hồi hộp, lo lắng về kỳ thi, về dịch bệnh, mà còn là sự ấm áp, ân cần của thầy cô trong một kỳ thi đáng nhớ. Sau 2 ngày diễn ra trên tinh thần an toàn sức khỏe cho thí sinh và thực hiện nghiêm quy chế thi, và chiều ngày hôm nay, hơn 400 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã khép lại đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với môn thi ngoại ngữ, hoàn thành mục tiêu kép của kỳ thi. Trong suốt 2 ngày tại 3 hội đồng thi trên địa bàn, đợt 2 kỳ thi diễn ra an toàn đúng quy chế, không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi phải lập biên bản. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác phòng dịch được thực hiện nghiêm ngặt. Tại các điểm thi không ghi nhận trường hợp thí sinh cán bộ làm công tác thi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Dù chỉ hơn 400 thí sinh và tổ chức ở 3 điểm thi, nhưng Ban chỉ đạo thi tỉnh khẳng định không lơ là, không chủ quan, quyết tâm tổ chức thi đúng quy chế, đảm bảo phòng chống dịch. Trước ngày thi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế để lấy mẫu xét nghiệm PCR cho tất cả thí sinh và cán bộ làm công tác thi. 6 thí sinh các địa phương khác gửi thi tại các điểm thi ở Phú Yên và các thí sinh thuộc khu vực phong tỏa được các ngành liên quan tạo điều kiện tối đa cho các em tham dự kỳ thi. Theo đánh giá của các thí sinh, đề thi đợt 2 này bám sát chuẩn đầu ra của chương trình và nội dung dạy học, có độ phân hóa phù hợp và đảm bảo tương đương với đề thi đợt 1 của kỳ thi. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên năm nay là năm thứ 2 liên tiếp kỳ thi được tổ chức thành 2 đợt. Với những thí sinh xét đặc cách cũng như thi đợt 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo đến các trường đại học xây dựng lại kế hoạch tuyển sinh phù hợp trên cơ sở kết thúc 2 đợt thi của kỳ thi. Việc điều chỉnh nguyện vọng cho thí sinh đăng ký vào các trường đại học, Bộ cũng đã chuyển từ ngày 7 tháng 8 theo kế hoạch ban đầu sang ngày 29 tháng 8, tức là sau thời điểm các em thi đợt 2 biết kết quả của kỳ thi, để từ đó thí sinh có lựa chọn phù hợp. Kính thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để hỗ trợ công tác phòng chống dịch, nhiều giải pháp công nghệ đã được tỉnh chỉ đạo triển khai thời gian qua. Và thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp công tác chỉ đạo được kịp thời, công tác truy vết, khoanh vùng, xử lý các ổ dịch được bảo đảm nhanh, chính xác, triệt để. Ngay từ khi xuất hiện các ca bệnh trên địa bàn, xã Hòa Quang Nam đã tạm ngừng các cuộc họp làm việc tập trung đông người. Toàn bộ hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch được thực hiện qua phương thức trực tuyến. Các chương trình ứng dụng làm việc trực tuyến đã giúp các thành viên Ban chỉ đạo kịp thời tiếp nhận thông tin và có những chỉ đạo phù hợp với từng thời điểm. Và đây cũng là mô hình hoạt động được hầu hết các địa phương trong tỉnh duy trì thực hiện trong suốt thời gian chống dịch vừa qua. Cả hai tổ mà đi tuần tra của xã. Riêng cái phần xã thì gần như các đồng chí ở xã là thành lập nhiều cái nhóm, nhất là cái nhóm COVID cộng đồng của xã này, rồi nhóm ban chấp hành này, nhóm thường trực đảng ủy, nhóm thường trực ủy ban, nhóm ban thường vụ. Những vấn đề nó liên quan đến cái tình hình chung, đảng ủy hoặc là ủy ban nhân dân sẽ chỉ đạo trực tiếp trên nhóm. Đến thời điểm giờ này thì chúng ta hoàn thành cơ bản tốt về cái công tác chỉ đạo.
và tất cả các đồng chí cán bộ công chức của địa phương này cũng hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình. Bên cạnh hoạt động điều hành ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai hỗ trợ trực tiếp cho công tác điều tra truy vết các trường hợp liên quan dịch bệnh COVID-19, hiện trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai các phần mềm khai báo y tế truy vết trong phòng chống dịch, gồm Bluezone, cảnh báo nếu tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19, ứng dụng mCoV, hệ thống quản lý tờ khai y tế tự nguyện, cho phép mỗi người dân cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân và của gia đình thông qua khai báo y tế tự nguyện. Hệ thống ghi nhận người đến và đi các địa điểm công cộng, mã QR tại các địa điểm công cộng như công sở, bệnh viện, trường học, siêu thị, các cơ sở cách ly, chốt kiểm dịch. Nhiều thông tin dịch tễ quan trọng đã được phát hiện kịp thời qua các phần mềm hỗ trợ này. Chúng ta đang trong quá trình chống dịch và nếu chúng ta áp dụng các biện pháp hành chính với bằng giấy tờ thông thường thì chắc chắn là không thể nào làm sể. Chúng ta thực hiện tốt vấn đề này thì cái khâu phòng chống dịch nó sẽ được tốt hơn. Ví dụ tôi nói như công tác mà xác nhận QR code khi đi qua chốt hoặc là khi đi làm việc, khi vào cơ quan, nếu mọi người đều chấp hành việc này tốt thì rõ ràng giảm thiểu cái khâu tiếp xúc rất lớn và cũng từ việc giảm thiểu đó thì cái khâu phòng chống dịch chúng ta tốt hơn. Việc ứng dụng công nghệ còn hỗ trợ tích cực trong công tác lấy mẫu xét nghiệm và điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Thực tế ghi nhận, sau thời gian đầu gặp khó khăn trong công tác xét nghiệm, đến thời điểm này, quy trình lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã có những bước cải thiện rõ rệt. Một phần chính là nhờ vào việc đẩy mạnh các ứng dụng công nghệ trong quá trình thực hiện. Có thể nói là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình chống dịch là một vấn đề hết sức cần thiết và rất hiệu quả. Nếu chúng ta ứng dụng tốt những cái công nghệ thông tin này trong vấn đề điều trị thì nó sẽ giúp chúng ta quản lý và điều động nguồn lực phù hợp, kịp thời. Thực tế cho thấy, cùng với 5K và vaccine, công nghệ chính là giải pháp hữu hiệu giúp các địa phương, trong đó có tỉnh Phú Yên thực hiện tốt việc chống dịch từ xa, từ sớm. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong toàn bộ các quy trình thực hiện phòng chống dịch, đồng thời yêu cầu các địa phương người dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh áp dụng, thực hiện trên cơ sở các ứng dụng đã được triển khai. Đặc biệt là tăng cường thực hiện việc khai báo y tế và quản lý người dân trên các ứng dụng công nghệ, hỗ trợ tích cực cho công tác điều tra, khoanh vùng và kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, Bưu điện tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận nhiều tấn nhãn Đồng Tháp được triển khai từ chương trình hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nhãn Đồng Tháp trên nền tảng dịch vụ kinh doanh hàng tiêu dùng. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Bưu điện tỉnh để chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân ở Đồng Tháp bị ảnh hưởng dịch COVID-19, không thể tiêu thụ nhãn đến thời điểm thu hoạch. Theo đó, đợt một Bưu điện tỉnh Phú Yên hỗ trợ tiêu thụ hơn 5 tấn nhãn Đồng Tháp. Ngay trong đêm, cán bộ nhân viên Bưu điện tỉnh đã kiểm kê bốc dỡ vận chuyển nhãn về các điểm bưu cục trên địa bàn toàn tỉnh để bán cho khách hàng. Giá nhãn là 30.000 đồng một ký. Sản phẩm nhãn Đồng Tháp trước khi mang đi tiêu thụ đều là hàng hóa đúng nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm. Các lô nhãn khi vận chuyển về Phú Yên đều có giấy xác nhận an toàn phòng dịch COVID-19. Thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các điểm bán lẻ tại các điểm bưu điện của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Dự kiến tổng sản lượng nhãn Bưu điện tỉnh sẽ hỗ trợ tiêu thụ lên đến hàng chục tấn thông qua hình thức bán hàng trực tuyến và giao tại nhà. Trước đó, Bưu điện tỉnh thực hiện hỗ trợ tiêu thụ hàng chục tấn vải thiều Bắc Giang và có kế hoạch sẽ hỗ trợ tiêu thụ nhiều tấn đu đủ cho bà con nông dân xã An Phú, thành phố Tuy Hòa. Nữ công ty điện lực Phú Yên vừa tổ chức tặng 70 suất quà cho người dân bị phong tỏa cách ly tại thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa. Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mắm, bột ngọt, dầu ăn, trị giá 150.000 đồng. Đây là nguồn vận động từ cán bộ, công nhân viên công ty nhằm chung tay chia sẻ với những khó khăn của người dân bị phong tỏa cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nữ công ty điện lực Phú Yên đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân và tuyến đầu chống dịch, tặng quà cho công nhân, người lao động khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Van xả lũ thủy điện thường chỉ hoạt động vào mùa mưa khi nước trong hồ chứa đã dư thừa. Tuy nhiên, trước tình hình hạn hán gay gắt năm nay, Thủy điện Sông Hinh thuộc Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã mở van cửa xả lũ để đưa nước về hạ du, mặc dù nước tại hồ thủy điện cũng đang khó khăn. Xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh có 120 hectare diện tích lúa nước đang vào thời kỳ làm đồng. Nhưng trong đó có hơn nửa diện tích đã thiếu nước tưới, nhiều đám ruộng đã nứt nẻ, lá lúa cháy vàng, nguy cơ mất trắng. Giờ dệt xong thì nó khô. Thời tiết thì nắng nóng nam nhiều,
Đấy, cho nên là không có bảo đảm cái chuyện bơm tưới được. Thiệt hại cái giai đoạn đang lúa trổ nè. Giai đoạn này giai đoạn quyết định rồi mà thời tiết nén hạn rồi đây là coi như là xong luôn. Nhằm giúp bà con chống hạn, ngày 6 tháng 8, thủy điện sông Hinh đã mở van cửa xả lũ, đưa nước về các cánh đồng lẻ. Đưa nước về các cánh đồng để cứu lúa. Mặc dù tại hồ thủy điện hiện mực nước đã xuống rất thấp, lưu lượng nước đầu vào ở mức không, hoạt động khai thác kinh doanh của thủy điện cũng đang thực hiện với tinh thần tiết kiệm nguồn nước, tính toán đến hiệu quả lâu dài cho vùng hạ du. Cỡ là 200 tới 300 mét khối giây. Ở sau này là khi mà nước nó xuống tới chỗ các cái trạm bơm rồi ấy, là chúng tôi sẽ điều chỉnh lại làm sao ấy mà cái nước mà trạm bơm nó bơm ấy, chúng tôi sẽ là nó phải vừa đủ. Đó, thứ nhất là chống thất thoát nước, thứ hai là và cấp nước lâu dài cho hạ du nữa. Thì phải nói là giải quyết được cho bà con nhân dân trong cái đợt hạn này, và một cái vấn đề nữa thì vừa lãnh đạo chỉ đạo của địa phương ấy thì cũng và trao đổi nhắc nhở vận động bà con nhân dân là phải là giữ nước, khi mà nước vừa phải giữ nước trong vườn, tránh là thất thoát nước rồi nước đi ra ngoài thì nước không có hiệu quả. Lúc này thì một giọt nước quý để mà cứu chữa lại cái cánh đồng lúa của xã Đức Bà Đông. Không riêng diện tích lúa trên, hàng trăm hộ dân khác với nhiều loại cây hoa màu ở các xã Erôn, Epia, Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh được hưởng lợi nguồn nước này. Việc làm này không những thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp với địa phương, mà qua đó đã giúp cho người dân ổn định cuộc sống trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại địa bàn. Công an thị xã Đông Hòa vừa phối hợp với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam lập biên bản bắt quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Cường, sinh năm 1997, trú tại phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào chiều ngày 4 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, thị xã Đông Hòa, tổ tuần tra phòng chống COVID-19 của Công an thị xã Đông Hòa và Bộ đội Biên phòng Hòa Hiệp Nam đã phát hiện Trần Anh Cường có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người của Trần Anh Cường có 6 bịch ni lông màu trắng, bên trong có chứa 0,503 gram methamphetamine và một viên thuốc ma túy dạng rắn màu tím có khối lượng là 0,745 gram. Lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Anh Cường, đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. Công an huyện Tuy An vừa lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Trung Hiếu, sinh năm 1996, trú tại xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, về hành vi trộm cắp tài sản. Vào sáng ngày 5 tháng 8, ông Trần Ngọc Nguyên, trú ở xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, dựng chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 78H106877 trên lề đường quốc lộ 1 để vào nhà mẹ vợ ở thôn Phú Mỹ, xã An Dân, nhưng quên cất chìa khóa xe. Lợi dụng sơ hở, Huỳnh Trung Hiếu liền lấy trộm xe rồi tăng ga bỏ chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ được tin báo, Công an huyện Tuy An đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân tổ chức lực lượng truy bắt. Sau 45 phút truy đuổi quyết liệt, lực lượng công an và người dân đã bắt được Huỳnh Trung Hiếu khi đang lẫn trốn trong rừng thuộc địa phận thôn Phú Long, xã Mỹ. Được biết, Huỳnh Trung Hiếu là đối tượng hình sự cộm cán, từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiện nay vụ việc đang được Công an huyện Tuy An tiếp tục điều tra làm rõ. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối thứ Bảy trên kênh BTB của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại.